Học sinh lớp 4 bất tỉnh tại trường, tử vong sau 19 ngày điều trị. Một học sinh lớp 4 tại thành phố Hải Dương đã ngất xỉu sau khi diễn văn nghệ, nhà trường và gia đình đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng sau 19 ngày, em đã không qua khỏi. Sáng nay, trao đổi với phóng viên Vietnamnet, lãnh đạo công an thành phố Hải Dương xác nhận, cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân học sinh lớp 4 trường tiểu học Thanh Bình tử vong sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương. Đơn vị đã trưng cầu giám định pháp y để làm rõ sự việc. Theo báo cáo của trường tiểu học Thanh Bình, chiều ngày 18 tháng 4, tại một hoạt động của trường, NST, sinh ngày 24 tháng 6 năm 2013, học sinh lớp 4C tham gia diễn văn nghệ cùng với các học sinh khác. Tiết mục này diễn ra vào lúc 15 giờ đến 15 giờ 10 phút kết thúc. Sau khi biểu diễn, học sinh đi ra sau sân khấu để về chỗ ngồi ban đầu. Khoảng 5 đến 10 phút sau, cô NTT, giáo viên, đi qua khu vực sau sân khấu, phát hiện MST nằm bất tỉnh. Các giáo viên đã tổ chức sơ cứu và gọi xe cấp cứu chuyển học sinh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ngay sau đó, trường báo cáo lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Hải Dương, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Thanh Bình, Công an phường Thanh Bình và liên hệ với phụ huynh học sinh để báo sự việc. Sau khi được bệnh viện cấp cứu, nam sinh được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Nhà trường đã cử một giáo viên lên chăm sóc MT tại bệnh viện cùng gia đình trong suốt thời gian học sinh điều trị. Đến 16 giờ 25 phút ngày 7 tháng 5, sau 19 ngày điều trị, học sinh T đã không qua khỏi. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.